Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng quay trở lại với cả Phụ Kiện Audio. Trước mắt quý vị và các bạn đây, hôm nay Phụ Kiện Audio sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu dây loa rất là chất lượng đến từ Nhật Bản của hãng Hitachi sản xuất. Những cái sợi dây này thì thường được sử dụng trong những cái phòng thu bên Nhật Bản. Như quý vị gọi biết rồi, trong phòng thu thì họ yêu cầu cái chất lượng âm thanh rất là gắt gao. Đó, có người quen thì có khai thác được một ít dây như này. Đó, không nhiều người này dây đâu. Để họ thanh lý lại. Hôm nay hàng về được quay lên đây giới thiệu được quý vị các bạn. Đó, cái mã trên dây này. Dây của Hitachi này. AVKM là một tiêu chuẩn của Mỹ quý vị bạn nhé. Đó, tiêu chuẩn của Mỹ. Đây mã của dây này E41447HCV này. Style này. Một mã nữa là 20276 80C này, Hitachi LF, bản LF các bạn nhá. Sợi này cấu tạo của nó rất là đặc biệt. Để cho quý vị là xem bên trong của nó như thế nào nhá. Tại sao nó lại được sử dụng trong phòng thu? Cái độ chất lượng bên trong của nó rất là tốt rồi. Để tốt cái vỏ ngoài ra trước. Vỏ ngoài ôm rất là sát dây này. Đây cái vỏ ngoài các bạn nhé. Vỏ ngoài. Tiếp theo là một lớp lưới chống nhiễu. Đúng không? Biết rồi. Trong phòng thu thì họ yêu cầu không có xô xát, không có nhiễu, tạo không có tạp âm. Kiểu nghĩa cái lớp chống nhiễu của cái sợi dây này rất là dày. Đó. Ao chống nhiễu này. Đó. Ok dây ao nhiễu đây. Tiếp theo là một cái lớp giấy bạc nữa, cũng có nhiệm vụ cản nhiễu, tránh tín hiệu xô xát. Lớp giấy bạc bao bọc xung quanh dây ấy này. Đó. Ở bên trong cấu tạo của nó, những cái sợi này là sợi dây bên trong, sợi dây cố định những cái bó này lại. Sẽ gạt bỏ cái này ra tạm thời cho các bạn xem cốt dây nhá. Hơi vướng một chút. Bên trong này, ngoài những cái sợi nhỏ này, tôi quay chính bốn cái sợi chính trước cho các bạn xem nhá. Chúng ta có bốn sợi chính ở đây, được bọc cái lớp lưới chống nhiễu bên trong này. Các bạn biết rồi, bên trong phòng thu âm thì họ thu là vừa thu nhạc này, vừa thu lời của ca sĩ hát này. Thế nên là bốn cái sợi này tượng trưng cho là giải mid các bạn nhá. Tượng trưng cho giải mid, và cấu tạo của nó bên trong cũng rất là đặc biệt. Tại sao lại giải mid? Tại vì cái giải mid, cái giải lời ấy, nó không được đấy. Bên trong mỗi một cái sợi này là có một cái sợi tiếp mát ra bên ngoài nhé, đẩy nhiễu ra bên ngoài, gọi là người ta đẩy nhiễu ra bên ngoài đấy. Sẽ tuốt những cái bó dây ra các bạn xem. Người Nhật mà người ta rất là tỉ mỉ, thứ nhất là tỉ mỉ, cẩn thận và quy tắc. Đó. Cái bó dây này cũng được chia rất là quy tắc các bạn nhé. Đầu tiên tuốt dây ra đã. Xong chúng ta sẽ nói tiếp về cái phần quy tắc của nó như thế nào. Quy tắc chia dây của họ rất là đơn giản. Nên anh em mà nó biết về những cái dây Nhật này thì hầu như tất cả dây Nhật chia rất là dễ dàng. Chia hai vế âm dương rất là dễ dàng. Tại vì nó có một quy tắc chung rồi. Đầu tiên tuốt bốn cái sợi chính ra trước cho các bạn xem trước rồi. Xong chúng ta sẽ nói tiếp đến những cái sợi bên ngoài kia, nó là bổ trợ cho cái giải gì. Cái sợi dây này khẳng định quý bạn là đều chi tiết cả ba giải quý bạn nhé. Bên trong này, bên trong mỗi một cái lõi này họ có xoắn những cái sợi đảo chiều, quý bạn không biết nhìn rõ không, nhìn rất là đẹp này. Đó, xoắn đảo chiều với nhau. Bên trong mỗi một cái cụm dây này là hai lõi chính và một cái lõi tiếp mát là đẩy nhiễu ra bên ngoài. Đó, đẩy nhiễu ra bên ngoài, đẩy tạp âm ra bên ngoài đấy. Ở đây chúng ta sẽ chia rất là đơn giản, họ rất là quy tắc đây. Xanh với đỏ, các bạn nhìn đây này, có hai cái sợi chính này. Hai sợi chính bên này, xanh đỏ chúng ta sẽ gộp xanh và đỏ này. Đó. Đen và trắng vào như này. Ta sẽ được một sợi dây này. Những cái sợi dây nhỏ này chúng ta sẽ là họ làm ra để bổ trợ cho cái giải chép. Đó. Sợi dây rất là mảnh thôi. Thì tôi sẽ tuốt cái sợi dây ra cho các bạn. Hai cái sợi này là dùng cho giải đẩy bát, là đánh cho bát chắc chắn không có đuôi.
Còn bốn cái sợi chính này là dựng cho giải mid, giải lời ca sĩ đấy. Để tuốt cả sợi ra cho các bạn xem nhé. Cái bó dây bên trong này cũng là tất cả những cái sợi đồng họ bện vào nhau, đồng mạ bạc, sợi đồng xịn thì quý bạn sờ vuốt này sẽ thấy rất là nó rất là tơ mịn, không gợn tay nhá, đó, sợi đồng tơ mịn không gợn tay là đồng xịn rồi. Đó, sau khi chia này chúng ta sẽ được hai vế như này này. Rồi, hai vế bên này. Còn về cái phần dây như này, nếu quý bạn có thể có mà chúng ta muốn tự DIY ở nhà cũng rất đơn giản thôi. Màu họ chia rõ là màu nóng và màu lạnh, thì chúng ta màu nóng như là màu đỏ này, màu đỏ, màu hồng, màu cam, chúng ta sẽ chuyển sang bên bên dương là bên xanh đỏ đấy nhá. Đó, tôi sẽ làm luôn cho quý bạn xem. Sợi hồng, sợi cam. Nó sẽ bỏ riêng sợi hồng, sợi cam ra. Cái dây mảnh như này, cái dây đồng mạ bạc mảnh như này thì sẽ rất là lợi giải chép, bổ trợ cho giải chép rất là tốt. Và dây của Hitachi thì rất là chi tiết rồi, sử dụng trong phòng thu mà. Đó, tôi sẽ bỏ như này, tôi sẽ tuốt cái sợi dây cho các bạn xem nhé. Mà muốn DIY thì chúng ta tuốt cẩn thận, đừng làm đứt sợi nào cả, vì sợi này nó bổ trợ cho nhau rất là tốt. Bên này là đấy, sau khi tuốt hết ra này, chúng ta sẽ bó lại như này, thì được một vế. Cái lõi như này nó khoảng tầm hơn 2 ly quý bạn nhé, dây hơn 2 ly. Đó. Bên này cũng tương tự thế. Đó là về cái phần dây, về cốt dây. Còn đây là cái bộ đã làm sẵn này, làm sẵn để cho quý bạn nào mà em nào mà thích tiện lợi thì chúng tôi sẽ làm DIY như này cho quý bạn này. Đó, DIY cho anh em đầy đủ, con bọc con nhiệt. Đây là một bộ đầu rắc chưa có đầu rắc nhé các bạn nhé. Đây chưa có đầu rắc. Rồi đầu rắc thì ở đây chúng tôi có bắp chuối, mỏ chim, càng cua. Đó. Những cái rắc này thì sẽ làm theo yêu cầu của anh em này. Còn càng cua nhỏ, càng cua to này, bắp chuối này, mỏ chim này sẽ đầy đủ nhá. Và giá một sợi 1 mét dây này là 95.000 đồng 1 mét. Đó, 95.000 đồng 1 mét. Anh em nào mà mua theo mét thì chúng tôi sẽ bán theo mét, và yêu cầu chúng tôi làm thì chúng tôi sẽ làm đầy đủ cho anh em nhá. Theo yêu cầu của anh em, độ dài cũng sẽ theo yêu cầu của anh em. Đó, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những clip giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.